Thôi mới đi cá ấy là đây nè, mới đi thay, mới đứng gửi rồi mới đi thay là được đó. Đúng mày con gã là đúng rồi gì nữa. Mày nghĩ nhiều quá mà. Thôi chị đi thuê đồ chị mang rất thuê đồ dễ thương mà không được. Thuê mang đồ một trắng trắng dễ thương nhẹ nhẹ thôi. Cái váy à, chị định mang cái váy nữa mà thôi hơi bị cái váy mà bữa hôm khai trương á mà thôi. Anh thấy chị nhiều đồ đẹp mà. Nhiều đồ mà chị không thích mang lần hai. Chị chưa, chị ít khi mang đồ lần hai nghe. Hơi tính ra là không đồ gì thích lắm mang lần hai. Lần hai lần ba. Cũng có thể lần bốn lần năm. Cho chị bông nước muối xì. Cục lũng không gì sợ. Thôi chị em ơi. Thôi em biết. Có được kiểm tra hàng không? Có được mở ra xem không em? Không được thì khỏi lấy. Số em coi rồi, em gọi video chị này. Ờ. Tại vì hàng nó chỉ có cọc đồ rồi kìa, nên mà không biết là hàng chi nữa. Rồi mua kem rồi đúng không ta? Chị Loan ơi, đây một cái túi. Mở ra chị nhìn nè. Một cái thôi à? Không, mấy đồ, mấy đồ. Một cái túi này, ờ. Một cái nước hoa chị phải không em? Nước hoa, không biết nữa luôn. Cái kính á. Kính, kính. Rồi rồi, rồi được rồi đó. Đúng rồi em, nhận nha. Ok ok. Em đưa tiền cho họ ấy. Ừ ừ ừ. Đi ơi, đi. Xong
cái túi mà chưa biết cái túi chi luôn á, biết đồ chi nữa, Chanel chi nữa. Cái túi Chanel nhỏ 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 hình chữ nhật cái gì kìa. Nhỏ hả? Em thấy em xin qua rồi. Thì mày thấy dưới chưa? Mày thấy dưới chưa? Mày coi camera đây. Con. Nhà bị hố hàng thì mẹ luôn. Mụn nên bữa đến khó quay. Trước quay đã hơi nhiều hơi khó. Khoai này ăn rụng răng đi nghe. Chị trả. Em mở ra vừa vừa với răng nhỏ đó. Mở ra có cái dây á, có dây móc vô luôn. Cái này da 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 xịt mà. Tại vì chị có cọc trước đó. Da đẹp đúng không? Da xịn mà. Da này em hơ đồ là cũng không có bị chi. Nếu mà mình đi chơi lại lào thành lấy một cái túi mượn đi chơi cho không khỏe, khỏi cần đi mua. Thiệt túi đài luôn á. Túi còn bên nhà kia kia nữa kìa. Nói nhàn á, túi đi ra chợ đây nó mua cái mũ đậu cũng được, đại mua cái đậu gì mình đậu mình thấy đẹp mình mua, hay mượn chi mà chị nghĩ nhà mà đậu cái mũ mà kiểu nó là giống như không bán vé số luôn á, thiệt nó không hợp đâu. Mũ len vành á. Ừ, mũ len vành á. Hắn... Ờ thì đó. Nói hắn đi chứ không biết đó. Ta nói thiệt hắn mà đậu mũ đen vành là y con bán vé số không xài luôn. Ờ. Thì đó mượn của con mượn của con chi đó kìa. Hằng kìa. Hắn phải đậu mũ lưỡi trai đen với bộ đồ nó nhìn dễ lắm. Nó thiệt khổ, mang đồ cũng không biết phải chọn đồ chi nữa. Trang nhưng mà hắn đỡ ngứa hơn rồi đúng không? Đỡ kiểu mụn viêm viêm ngứa rồi đấy. Mấy cục nó nổi ngứa quá. Trường vẫn còn mấy cục ngứa vì nhìn cái mặt chi máu không.